Hello, xin chào các nhà đã quay trở lại với kênh Mỹ Thị Trừng TV. Hôm nay Trừng có cái móc khóa, hai cái móc khóa này nó bị dính vô vào nhau. Dính vào, cái này là cái trò chơi mà người ta gọi là trò chơi IQ vô cực. Thì cái trò chơi này hôm nay Trừng sẽ giải nó bằng cách nào đây? Mọi người chú ý xem nha. Mọi người xem mà nếu thấy hay thì nhấn like đăng ký kênh Mỹ Thị Trừng TV nha. Nhấn like đăng ký kênh Mỹ Thị Trừng TV. Đây. Hiện tại mình đang có hai cái móc, mọi người nhìn thấy không? Hình như mình rút ra rất là khó không? Không biết làm sao mà lấy được. Bởi vì là nó như thế này, hai cái dòng nó ngoáy lại với nhau nè, ngoáy lại với nhau thì làm sao mà lấy ra? Đó, thấy không? Mọi người thử suy nghĩ coi xem làm sao lấy ra được. Bây giờ Trưng sẽ lấy ra nó một cách rất là nhẹ nhàng. Đây. Trưng sẽ lấy ra một cách rất nhẹ nhàng. Mọi người chú ý nha, Trưng sẽ làm rất là chậm cho mọi người thầy xem. Đó, thấy chưa? Rất là nhẹ nhàng. Lấy rất là nhẹ nhàng. Bây giờ Trưng sẽ bỏ nó lại, chui vào trong lại. 1 2 3, chui vào. Chui vào trong nha. Nhẹ nhàng. Chui vào lại đi, chui vào lại. Đó, rất là nhẹ nhàng. Nó chui vào. Dướng vào trong rồi. Đó, thấy không? Mọi người thấy không? Rất là hay. Bây giờ Trưng sẽ lấy ra bằng cách nào đây? Này sao lấy được? Cứng ngốc hả? Đâu lấy được, quá cứng đi. Tuy nhiên Trưng sẽ có một cách lấy nó nhẹ nhàng, đó là giờ mình biết cách lấy thôi. Mình sẽ đưa vào xoay là một vòng nha mọi người xem nha. Chú ý xem nè, Trưng sẽ lấy ra một cách rất là từ từ nhẹ nhàng. Đó, thấy chưa? Hay không mọi người? Bây giờ Trưng sẽ bỏ một hướng khác đó nha. Đó là mình cho nó hai cái vòng mì vào với nhau theo cái kiểu hình số 9. Đó, đây mà thấy không? Vô cái hình số 9. Đây. Đây. Và lọc vô rồi mọi người. Đó là vô rồi, mình bỏ vào cách theo hình số 9 đấu ngược với nhau. Và bây giờ Trưng sẽ lấy nó ra. Đây. Lấy ra đây. rất chậm. Đó, mình bỏ vào làm một lần nữa nha, theo kiểu hình số 9 nè. Hình số 9, bỏ làm một lần, mọi người xem kỹ nha. Mình sẽ bỏ vô đây. Đó, hai cái móc này đã dính lại với nhau rồi, đúng không? Giờ sao tháo ra đây? Rồi tháo ra bằng cách nào đây? Đây. Và bây giờ Trưng sẽ tháo ra. Mọi người biết chỗ tháo mới tháo được nha. Rồi, ok. Rất là hay, rất là nhanh. Mọi người xem video nữa thứ hai thì nhớ nhấn like, đăng ký kênh Mỹ Thị Trừng TV nha. Và bây giờ xin chào tạm biệt mọi người.